cái sân thì khá là rộng rãi chị ha. Đây là không gian căn nhà. Đây, nhà của gia chủ đây ha. Dạ, chào chú. Bác Sản Việt kính chào quý khách hàng. Hôm nay em về đây là ở ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Gã đến chị một căn nhà giường ha, diện tích vừa phải anh chị nha. Với ngang là 23m, chiều sâu là 22m rưỡi nha. Lên tổng diện tích là 464m2 nha anh chị. Cái hướng căn nhà giường mình đây là hướng chánh đông nha. Chị nào mà coi tuổi mà xây nhà ở, xây biệt thự á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cậu chủ nha. Đặc biệt ở đây đó thì căn nhà giường mình thì có thổ cư là 300m2 nha. Anh chị ở khu vực như thành phố Hồ Chí Minh á, nếu tính từ bến xe miền Tây anh chị, đây là cái vị trí nè. Từ bến xe miền Tây về tới căn nhà giường mình là 79km là tới chị ha. Đó, đường xá rất là dễ đi. Còn ở đây thì mình đi chợ rất là gần, có chợ Tâm Bình ở đây á, là khoảng là 1km, 1 cây 9 số là tới chợ Tâm Bình anh chị nha. Đó, thẳng một đường là tới chị. Đó, đi chợ ở đó có rất là nhiều tiện ích, trường học, ủy ban, ngân hàng và rất là nhiều tiện ích khác chị ha. Mình đi thẳng đường này là về hướng thành phố Hồ Chí Minh, về hướng thành phố Mỹ Tho nè anh chị nha. Từ vị trí đường tỉnh lộ 864 này hả, mình đi vô tới căn nhà giường mình đó chị, chỉ có là 25m thôi là tới rồi, rất là gần chị ha. Còn nếu mà chị đi hướng ngược lại đường này đó, chị về hướng thị xã Cai Lậy, thị trấn Cai Lậy là đi hướng này chị nha. Rồi từ cái đường tỉnh lộ 864 mình đi vô cái đường đá xanh này nè anh chị nha. Từ đá xanh này đường xe máy anh chị, vô 25m là tới anh chị nha. Còn nếu mà chị từ thành phố Mỹ Tho mà chạy đến đây á thì là khoảng là 23km nha. Đây là cái vị trí đây. À, đường rất là dễ đi. Chạy thẳng một đường tới đây là bắt đầu vô 25m nữa tới căn nhà giường rồi. Trời, không để mất thời gian của anh chị và cô chú này, em sẽ đi bộ từ từ vô ha, để cho anh chị mình tham quan đường xá và hàng xóm luôn nha. Cách chỉ có là một căn nhà thôi là tới căn nhà giường rồi anh chị nha. Căn nhà thì có nhà cấp 4 thôi, nhà tường chưa có tô chị ha, đơn giản thôi. Được cái thì căn nhà giường mình ở đây đẹp cái là gần đường tỉnh lộ 864 nè. Và cái thứ hai đó thì căn nhà giường mình có thổ cư là 300m2 nha. Giá chủ ký gửi giá bán chỉ có là 900 triệu anh chị nha. Em thấy cái vị trí được khá là đẹp anh chị nha. Ở đây mình đi chợ rồi cũng rất là gần, ra cái đường tỉnh lộ mình chạy xíu là tới rồi. Trên căn nhà giường mình thì không có mồ mả, không có vướng dây điện cầu thế gì anh chị nha. Đường là đường thông, công cộng nha anh chị. Ở bên trái mình có một cái đường nước công cộng nên anh chị thấy không? Đường nước này khoảng là 1,5m chị ha. Đó, nếu mà anh chị mà thương lượng được có mà đặt cống thì xe ô tô mà tới vị trí căn nhà giường luôn. Còn nếu không thì hiện tại là đường xe máy anh chị ha. Rồi, mình đã tới vị trí căn nhà của gia chủ anh chị nha. Đây, nhà của gia chủ đây rất là đơn giản anh chị nha. Để quay xung quanh cho anh chị xem một vòng cái nha. Đây, nhà tường nhưng mà chưa có tô anh chị. Tính từ cái ganh bên tay phải màn hình nè, để quay cho anh chị xem nha. Đây, có tụ hàng rào xây bê tông lên cao 4m anh chị ha. Là bức tường anh chị. Qua bên tay trái mình là 23m anh chị ha. Chiều sâu là 22m5 thôi. Đó, anh chị thấy không? Một căn nhà vườn vuông vức luôn. À, nhà thì chủ đang ở luôn chị nha. Để em chỉ cái ganh bên trái rồi xong rồi em sẽ đi vô căn nhà nha anh chị. Xung quanh cái căn nhà giường mình thì gia chủ đã làm hàng rào rồi, xây kiên cố rồi, có ganh giới rõ ràng hết rồi. Hiện tại thì cái sổ này là sổ đỏ anh chị, đất thì của ông bà để lại ha. Đó, thì nếu mà anh chị mua thì chủ sẽ đo đạc lại, ra bản vẽ mới và mới ra công chứng, bao trọn gói hết cho mình luôn, mình rất yên tâm vấn đề đó anh chị ha. Đây, từ giáp ranh với cái nhà kế bên mình anh chị ha, có hàng rào đây, ranh giới rất là rõ ràng anh chị ha. Rồi, để quay lại mặt tiền 23m cho anh chị xem một lần nữa nha. Đây, một mặt tiền em thấy cũng rất là rộng, rất là thoáng anh chị ha. Rồi, em xin mời anh chị ha, giờ mình vô bên trong căn nhà mình tham quan nha anh chị. Cái đường nãy mình đi vô nè anh chị, từ đường tỉnh lộ 864 vô á chỉ có là 25m thôi. Cái ống nước này là cái phải cái ống như chị nước vậy ha, cái này cái ống để người ta bơm két đó, ta làm nhà trong đây nè chị ha. Đây, trước giờ bước vô đây có một cái cửa đơn giản, cửa khung sắt. Cái sân thì khá là rộng rãi chị ha. Đây là không gian căn nhà. Đây, nhà của gia chủ đây ha. Dạ, chào chú.
xin phép anh chú, đây là chủ nhà chị ha, xin phép quay cái anh chú. Dạ rồi, trước tiên em sẽ vô cái phòng khách trước ha, rồi em sẽ ra cái bên giường anh chị ha. Tại căn nhà giường mình cũng diện tích nhỏ thôi, nó cũng rất là nhỏ thôi chứ không có lớn mấy ha, có 400 mấy mét vuông thôi anh chị. Đây là phòng khách, à cũng rất đơn giản thôi. Ở trên trần thì gia chủ đây là chưa đóng lập phong anh chị ha. Đây có về anh chị bỏ một tiền xíu nữa ha, mình tô nè, mình ốp gạch nè, mình gót đặt nền dưới nè đó, mình đóng lập phong nữa là cái căn nhà mình hoàn thiện anh chị nha. Còn nếu mà anh chị có điều kiện á thì anh chị có thể mình bỏ cái nhà đi, mình xây qua cái hướng mà hướng đông anh chị đó, mình xây qua hướng đó cũng được ha, để cho thuận cái con phong thủy của anh chị, hay là các cái nhà theo ý mình nha. Đây nhà chủ thì làm phòng rất là rộng, nó không có ngăn qua anh chị ha. Đây cũng có cửa sổ nè chị không. Còn đây thì có cái cửa ra phía sau. Đây không gian đây thì rất là thoáng ha, không gian phía sau anh chị. Còn đây kế đây là cái không gian bếp nấu ăn anh chị ha, chỗ học tập của mấy đứa con của gia chủ. Đây có một cái bếp nấu ăn, đây không gian rất là đơn giản anh chị ha, nên quay không gian rộng cho chị thấy rõ hơn. Đây có cái tủ lạnh anh chị thấy không, phía sau thì đây là dừng mấy cái bằng tre anh chị, rất là đơn giản ha. Rồi em sẽ đi ra cái phía sau ha, để cho anh chị mình tham quan tiếp nha. Đây phía sau thì em thấy đây thì có chỗ sàn nước để rửa chén bát khu vực này, và ở đây thì có chỗ mà nấu củi đó, ở trong thì nấu bếp ga anh chị ha. Đây nấu củi, đây là mấy lu nước để hứng nước mưa anh chị, để mình giặt giũ nè, hay là mình để mình tắm nó cũng được, hay rửa chén bát anh chị ha. Và kế bên đây là cái không gian nhà tắm anh chị. Rồi đã ra cái ranh phía sau anh chị ha, phía sau đây thì có chỗ phơi đồ, đây là không gian phía sau chị không. Em thấy vị trí đẹp anh chị ha, đó, cái nhà mình thì em thấy bằng phẳng, nó không có thấp anh chị ha. Và cái thứ hai đây thì gần đường tỉnh lộ chỉ có là 25 mét thôi, rất là gần. Đây là ranh giới phía sau chị. Đây thì có trồng một số cây mít và cây chanh anh chị ha. Đây đây là ranh giới cuối cùng của căn nhà mình anh chị ha. Đây phía sau đây thì có một cái mương là mương của người của chủ kế bên, không phải của mình anh chị ha. Cái ranh mình từ đất liền đi vô anh chị, có cái lưới đó anh chị thấy không, cái lưới bên trái anh chị. Bất Sản Đất Việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất, anh chị hoặc cô chú nào có đất nền, đất công, đất giường hay là nhà ở thì liên hệ với số điện thoại màn hình ha, bên em sẽ ký gửi bán nhanh dùm cho cô chú và anh chị nha. Đây là mít anh chị, phía sau đây có một số cây mít với một số cây kiển và cây chanh thôi anh chị nha. Đây là ranh giới cuối cùng của chiều sâu của mình anh chị, tại chiều sâu mình ngắn thôi, chỉ có 22,5 mét anh chị nha. Rồi để chỉ cái ranh bên chiều sâu bên tay phải luôn cho anh chị mình thấy rõ luôn nha. Đây đây chị không, đây có tủ bê tông anh chị, đây là ranh giới cuối cùng của mình anh chị ha. Rồi đến em tạm dừng video ha, anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà nằm ở xã Tâm Bình, huyện thị xã Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ số điện thoại màn hình, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi là 900 triệu nha. Trên căn nhà mình đó thì có thổ cư là 300 mét vuông rồi chị ha. Đó mình về đây mình rất yên tâm, có thể mình sửa lại mình ở luôn chị ha. Còn không anh chị có điều kiện anh chị cái nhà lớn hơn, xây về cái hướng mà hướng đông anh chị ha. Anh chị và cô chú kết bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.